Huyền thuật bùa yêu, những cách thức hóa giải. Xin chào các bạn đến với kênh Truyện Âm Dương để lắng nghe những câu chuyện tâm linh đầy kỳ bí. Trong số này chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bài viết Những cách thức người xưa dùng để hóa giải bùa yêu. Liệu có thể tự thực hiện những phương cách này tại nhà hay không? Ở phần trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những loại bùa chú được cầu nhiều nhất, đó chính là bùa yêu. Theo các quan niệm được lưu hành trong dân gian, Bùa yêu là một loại huyền thuật có khả năng tạo ra thứ tình cảm đặc biệt giúp hai người luôn quyến luyến, nhớ nhung và không thể rời xa nhau, gắn bó chặt chẽ dù đây là người từng yêu hay những người chưa từng yêu nhau. Ngày hôm nay, hãy cùng chuyện âm dương đến với những cách hóa giải loại bùa chú này. Tổng quan về bùa yêu Có thể nói, nhân sinh từ lúc sinh ra trên cõi nhân gian đã gắn liền với chữ tình, vì thế mà cả kiếp người cứ xoay quanh một chữ duyên thế nhưng không phải lúc nào hai chữ tình duyên cũng trọn vẹn cả đôi đường trong chốn nhân gian chẳng thiếu gì những chuyện có duyên gặp mặt nhưng chẳng thể nhận lại được một chữ tình cũng vì lẽ đó mà từ xa xưa người ta đã sáng tạo nên những huyền thuật gửi gắm vào đó niềm tin có thể buộc lại sợi dây tư hồng từ cổ chí kim bùa yêu vẫn luôn là thứ bùa được truy cầu nhiều nhất từ những người gặp vướng mắc trong chuyện tình cảm đến những người mong muốn có thể tìm được nửa kia của đời mình họ tìm tới sự giúp đỡ của các thầy Pháp để tìm kiếm một tình yêu cho mình. Khi đó các thầy sẽ sử dụng vật dẫn và niệm những lời thiêng vào bùa để thu hút người khác sẽ phải yêu mình. Người bỏ bùa chỉ cần sử dụng ánh mắt hay câu nói là có thể hấp dẫn được người kia. Trong các ghi chép cổ xưa đã tồn tại những công thức luyện bùa yêu từ một số loài hoa có mùi thơm, chất nước từ cánh hoa, rễ cây như oải hương, đàn hương, có công dụng làm cho lòng người dạo dực, tâm thần lâng lâng, hay chỉ cần cho đối tượng uống vài giọt nước là đạt được mong ước quyến rũ bạn tình. Hay việc sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu viết ra những lá bùa có tác dụng làm cho người bị bỏ bùa phải yêu mình, dù trước đó đối tượng không hề có ấn tượng gì với người bỏ bùa, sẽ khiến cho họ dần có tình cảm và có lòng muốn gắn bó lâu dài với người bỏ bùa. Dấu hiệu của việc bị trúng bùa yêu Biểu hiện của người bị bỏ bùa yêu rất phức tạp và khó đoán. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà mỗi loại bùa sẽ có những biểu hiện riêng, phải thật tinh ý mới có thể phát hiện ra được người đó có bị dính bùa yêu hay không. Dưới đây là một số biểu hiện chung nhất của những người bị dính bùa yêu, khao khát về một tình yêu mãnh liệt. Nhiều trường hợp khi bình thường sẽ không quan tâm nhiều tới chuyện yêu đương, thế nhưng khi họ bị dính vào loại bùa yêu này thì tình cảm có sự thay đổi hoàn toàn. Trong người lúc nào cũng cảm thấy khao khát yêu và được yêu mãnh liệt sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được thỏa mãn cảm giác yêu đương lý do bởi bùa yêu có công dụng khiến cho nạn nhân chỉ nghĩ tới duy nhất một người và không để ý tới bất kỳ người nào ở xung quanh dù chỉ gặp một hay vài lần nhưng khi đã mắc phải bùa yêu thì họ sẽ đắm đuối nhớ nhung ra giết về người kia thậm chí có nhiều người còn bỏ cả vợ chồng hay con cái để đi theo người đã bỏ bùa tính cách có sự thay đổi đột ngột khi bị dính tới bùa yêu họ chỉ nghĩ tới duy nhất một người và dường như không xem tới sự tồn tại của mọi người xung quanh điều này sẽ khiến cho tính cách của họ bị ảnh hưởng rất lớn so với ngày bình thường người bị bỏ bùa thường có xu hướng sống khép kín họ trở nên ít nói thực dụng hơn tình cảm của họ dành cho người xung quanh ngày dần ít đi và thậm chí là bỏ bê hẳn không quan tâm tới người khác ngoài đối tượng bỏ bùa tình trạng sức khỏe bị thay đổi Dấu hiệu để nhận biết về một người nào đó có bị bỏ bùa yêu hay không nữa đó là hãy theo dõi tình trạng sức khỏe của họ. Đối tượng này thường xuyên có cảm giác bị mệt mỏi, đau đầu, ăn kém hay bị cảm cúm, vân vân. Với những biểu hiện bất thường này, cần theo dõi tỉ mỉ để có thể phát hiện và phá giải được kịp thời để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống. Cách hóa giải bùa yêu Trước khi đến với những phương pháp để hóa giải bùa yêu, chuyện âm dương xin lưu ý với quý thính giả các phương thức tu luyện hay hóa giải bùa yêu nói riêng và các loại huyền thuật nói chung được chúng tôi đề cập đến đều là các thông tin tổng hợp được từ các quan niệm phổ biến trong dân gian hầu hết là qua phương thức chuyển miệng từ đời này sang đời khác trong các cộng đồng tín ngưỡng tâm linh mang đặc tính của những truyền thuyết tâm linh những tác dụng hay công hiệu của các loại huyền thuật này đều là những sản phẩm của niềm tin khát khao mong muốn của từng cá nhân đối với mỗi dân tộc mỗi vùng miền mỗi tín ngưỡng sẽ có những loại bùa khác nhau về nguyên liệu, phương pháp luyện và công dụng. Vì thế nên có rất nhiều cách hóa giải khác nhau được truyền thụ trong dân gian. Cách hóa giải bùa yêu bằng cảnh liễu Cách hóa giải bùa yêu đầu tiên đó là sử dụng cảnh liễu đã được khai quang trì chú để khai quang cho thân thể người bị dính bùa. Đầu tiên dùng cành liễu đập nhẹ nhàng 61 cái vào người của người bị dính bùa theo chiều từ trên đầu xuống dưới chân. Trong khi đập niệm thêm thần chú để tăng thêm hiệu lực, Đồng thời để đạt hiệu quả, người giải bùa cần thực hiện theo khung giờ nhất định. Sau khi hoàn thành các bước trên, sẽ tiếp tục dùng cành liễu đó quất xung quanh căn phòng của người bị trúng bùa, từ trong ra ngoài rồi treo nó ở cửa ra vào. Cách giải bùa yêu bằng tóc. Cách giải bùa yêu bằng tóc là một phương pháp tâm linh nhằm loại bỏ ảnh hưởng của bùa yêu, được cho là được thực hiện bằng tóc của người bị tác động. Cách thực hiện đặt 7 sợi tóc lên trên quả trứng gà, sau đó dùng kim đâm vào quả trứng 7 lần, vùi quả trứng đã đâm kim vào bát nước muối và để qua đêm. Sáng hôm sau, vớt trứng ra và đem chôn xuống đất. Cách giải bùa yêu bằng tỏi Giả bùa yêu bằng tỏi là phương pháp dân gian truyền thống có thể mang lại hiệu quả nhất định. Cách thực hiện, bóc vỏ 7 tép tỏi, sau đó cho vào nước tắm. Người bị yểm bùa ngâm bình trong nước tỏi khoảng 15 phút, sau khi ngâm xong dùng nước sạch để tẩy chân cách giải bùa yêu bằng áo cách giải bùa yêu bằng áo là một phương pháp sử dụng năng lượng từ chiếc áo để hóa giải tác động của bùa yêu phương pháp này dựa trên niềm tin rằng chiếc áo do tiếp xúc trực tiếp với cơ thể đã hấp thụ năng lượng của người bị bỏ bùa năng lượng này có thể được sử dụng để phá vỡ hoặc làm suy yếu tác động của bùa yêu cách thực hiện cho áo của người bị yểm bùa vào thau nước lớn sau đó bỏ thêm lá trầu không gừng và muối vào thau nước để thao nước dưới ánh nắng mặt trời trong vòng 7 ngày, sau 7 ngày vớt áo ra và giặt sạch. Cách giải bùa yêu bằng lá ngải Đây là phương thức được nhiều vị phu nhân thời xưa dùng để thanh tẩy cho phu quân của mình. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên đun sôi một nồi lá ngải cứu tươi, sau đó để nước nguội bớt. Các vị phu nhân sẽ tự tay mang đến tắm cho chồng mình để thanh tẩy những loại bùa ngải. Có một lưu ý với phương pháp này là nên áp dụng vào buổi tối sau khi tắm xong thì không nên ra ngoài trời mà nên ở trong nhà để bùa ngải không thể xâm nhập trở lại. Những phương thức trên đều là những phương thức được lưu truyền trong dân gian mang ý nghĩa phòng tránh hơn là phá giải, vì đa số các loại bùa ngải đều được tu luyện, chủ phép bởi các vị thầy pháp, thầy bùa có nhiều năm tu hành, pháp lực thâm cao nên việc tự phá giải có thể không đạt được kết quả như mong muốn mà có khi lại phản tác dụng. Vì thế nên khi có những nghi ngờ về việc bị trúng bùa ngải Người xưa thường tìm đến các vị thầy pháp, thầy bùa mà mình tin tưởng để tìm cách phá giải sự nguy hiểm khi phá giải bùa yêu. Trong buôn vàn bí kíp của bùa yêu còn có những điều hiển nhiên trở thành luật mà người trong cuộc buộc phải nắm rõ và răm rắp tuân theo. Trong đó có điều tối kỵ không tiết lộ với người thứ ba. Nếu trái, dù vô tình hay cố ý, hậu quả sẽ khôn lường. Luật của thứ bùa này thì một trong hai người qua đời thì người kia cũng héo hon dần rồi qua đời theo. Hai người đã dính bùa yêu thì dù qua đời cũng không chịu âm dương đôi ngả. Theo bật mí của các thầy bùa, sẽ rất nguy hiểm nếu người bỏ bùa qua đời mà người kia không kịp giải. Nếu người bỏ bùa qua đời mà không kịp giải thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, có thể là 3 ngày, 3 tháng nhưng không quá 3 năm và người giải phải cao tay hơn người làm. Tùy thuộc theo từng dân tộc và theo từng thầy khác nhau sẽ có những cách phá giải bùa yêu đặc trưng theo dân tộc, học thuật của mình mục đích chính của bùa yêu là ràng buộc hai bên lại với nhau theo mặt tình cảm tình cảm con người vốn dĩ là khái niệm khó đoán và khó nắm bắt vậy nên nếu như kết nối tình cảm giữa hai người nảy sinh sự chống cự hay thay đổi thì chắc chắn sẽ khiến cho sự ràng buộc đó bị phá vỡ và gây ra những bất ổn về mặt tâm lý cho cả người làm bùa và người bị bỏ bùa bất kỳ hành động can thiệp hay phá giải hay giảm nhẹ nào cũng cần phải có sự suy xét nặng nhẹ cân nhắc trước sau và chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tâm lý lẫn môi trường xung quanh để đảm bảo sẽ không xảy ra những biến cố đáng tiếc trong và sau quá trình hóa giải bùa chú huyền thuật. Hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều hướng dẫn về cách tự hóa giải bùa yêu hay có một số cộng đồng chia sẻ những nơi tu tập của các thầy đồng, thầy pháp có năng lực về bùa yêu để những người có nhu cầu tìm đến để thỉnh về hoặc xin hóa giải bùa yêu. Tuy nhiên không phải những chia sẻ nào cũng đúng đắn đã có không ít trường hợp tiền mất tật mang được ghi nhận. Tiêu biểu là vụ án lừa đảo 1,2 tỷ đồng để phá giải bùa yêu ở Kiên Giang. Theo cáo trạng, do nghi ngờ chồng Bình có người phụ nữ khác, chị Trương Thị Bích Kiều, chú huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đã tìm đến thầy bùa có tiếng trong vùng tên Võ Bạch Hoa để phá giải bùa yêu từ giữa năm 2015 đến gần cuối năm 2018. Chị Kiều nhiều lần tìm đến nơi tạm trú của thầy Hoa ở khu phố 7 thị trấn Dương Đông huyện Phú Quốc để xin quẻ tâm linh về chuyện gia đình sau khi biết chị Kiều đang trong cơn ghen tuông và có những suy nghĩ nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác, thầy Hoa đã đưa ra lời phán với chị Kiều là chồng của chị đã bị chúng bùa yêu, nên phải làm bùa hóa giải, nếu không thì gia đình ly tán, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Tin lời thầy, chị Kiều đã nhiều lần đưa tiền để thầy Hoa làm bùa phép hóa giải, thế nhưng mãi chẳng có kết quả. Do số tiền lúc này đã quá lớn, theo ước tính khoảng gần 1,2 tỷ đồng, nên chị Kiều đã trình báo công an sáng ngày 29 tháng 11 năm 2018, thầy Võ Bạch Hoa tiếp tục hẹn chị Kiều mang theo 100 triệu đồng đến quán cà phê ở thị trấn Dương Đông để nhận bùa mới. Khi hai bên đang giao dịch, lực lượng công an đã ập vào và bắt quả tang. Thầy Võ Bạch Hoa bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Bạch Hoa 14 năm tù. Dẫu biết niềm tin nào cũng luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực nhưng không phải ai cũng lường trước được hậu quả mà nó mang lại. Khoa học coi việc sử dụng bùa ngải là mê tín dị đoan. Dù không có bằng chứng rõ ràng về tác dụng hay hậu quả của việc sử dụng bùa ngải, tuy nhiên nếu để bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ về tình cảm quá lâu, cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi, tâm trí sẽ bị hao mòn. Từ quan điểm tâm linh, nhân duyên trong đời đều đã được an bài sắp đặt, nếu cứ cố can thiệp sẽ phải nhận lại những hậu quả khôn lường. Vậy nên có thể trong số kiếp việc trúng bùa cũng là một ải được ghi lại trong kiếp này. Việc phá giải nó cũng có thể là phạm số kiếp. Từ đó người khi đã phá giải bùa chú cũng cần phải tu tâm tích đức, tránh làm điều xấu. Điều quan trọng với mỗi người là phải tự xác định được tình yêu của bản thân, mức độ tình cảm và mức độ quan trọng của mối quan hệ đó trong cuộc sống của mình. Mỗi người nhất định phải trân quý bản thân trong từng mối quan hệ như vậy mới có thể giữ vững lập trường, tránh bị những suy nghĩ tiêu cực che mắt, mà dẫn đến những hành động làm tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Đối với bản thân phải xây dựng một cuộc sống lành mạnh, giữ cho bản thân có một niềm tin vững chắc để làm chỗ dựa tinh thần. Đối với quan hệ tình cảm, cần phải xây dựng những cách thức đối thoại, chia sẻ để có thể kịp thời giải tỏa những khúc mắc, tránh xa đà vào lối suy nghĩ độc đoán tiêu cực. Suốt một kiếp con người nơi nhân gian luôn tồn tại song hành với chữ tình, có thể nói mọi cung bậc cảm xúc tạo nên một con người đều từ chữ tình đó mà ra thế nhưng trong đó còn có cả duyên và phận. Giữa muôn kiếp thế gian bao la, có duyên mới gặp gỡ tương phùng, còn đến được với nhau hay chia xa cách biệt đã là phận, không thể thay đổi, kiếp nhân sinh không nên gượng ép. Trên đây là bài viết về cách thức để hóa giải huyền thuật bùa yêu. Các bạn có suy nghĩ gì về bùa yêu nói riêng và thuật luyện bùa chú nói chung? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn like và đăng ký để lắng nghe những câu chuyện kỳ bí mỗi ngày trên kênh Chuyện Âm Dương.